AFK Mobi, vào ngay đi chơi gì? AFK Mobi, bao game chất lượng chơi ngay không phải nghỉ. AFK Mobi. Project M hiện đã hé lộ thêm nhiều tính năng đặc sắc để biến tựa game hành động này trở thành đối thủ đáng gờm trong thể loại bắn súng chiến thuật đồng đội trên nền tảng di động năm nay. Project M là tựa game mobile bắn súng chiến thuật 5v5 đến từ ông lớn NetEase, Trung Quốc. Hiện trò chơi vừa kết thúc được close beta đầu tiên và sẽ sớm ra mắt trong thời gian tới. Ngay từ khi công bố vào đầu tháng 8, dự án đã gây nhiều tranh cãi trong cộng đồng game thủ vì được ví như một phiên bản đạo nhái trắng trợn Valorant Mobile của Riot Games. Chỉ cần nhìn vào là đã thấy tân binh sinh sau đẻ muộn này có quá nhiều điểm tương đồng với đàn anh, từ lối chơi, cách tương tác cho đến cả những nhân vật trong game. Tuy nhiên, nếu chúng ta dẹp bỏ nghi vấn đạo nhái sang một bên, thì Project M vẫn là một sản phẩm đáng mong đợi. Cụ thể, trò chơi sở hữu nhiều yếu tố hấp dẫn như lối chơi bắn súng chiến thuật đầy kịch tính, đồ họa 3D đẹp mắt cùng cơ chế điều khiển tối ưu cho di động. Chưa kể đến việc các sản phẩm cột mark NetEase từ trước đến nay luôn được chăm chút kỹ lưỡng và có chất lượng từ khá trở lên. Hãy cùng AFK Mobi điểm qua những tính năng đặc sắc có trong Project M để xem liệu trò chơi mới này có đủ sức thu hút bạn bất chấp dư luận không nhé. Đa dạng anh hùng, đa dạng kỹ năng. Mỗi nhân vật trong Project M đều sở hữu ngoại hình cá tính cùng bộ kỹ năng độc đáo, đề cao tính chiến thuật như thu thập thông tin, dịch chuyển tức thời, tường băng, hàng rào sương mù. Những kỹ năng đa dạng này chính là cơ hội để các màn đấu súng của bạn trở nên tỏa sáng và thú vị hơn. Kho vũ khí tiên tiến. Một loạt các loại súng độc đáo đã được tái hiện một cách chân thực nhằm đem đến sự hấp dẫn và kích thích vào trong lối chơi bắn súng quen thuộc. Mỗi loại súng cho đến các món vũ khí khác như dao, lựu đạn, bom khói đều có thuộc tính đặc biệt phục vụ các lối chơi cụ thể. Ngoài ra, người chơi có thể tự tin khoe cá tính bằng các bộ trang phục và phụ kiện đa dạng. Chế độ chơi phong phú. Project M mang đến rất nhiều chế độ chơi khác nhau cho bạn sát cánh chiến đấu cùng bạn bè. Chế độ đặt bom cổ điển mang tên 5v5 Search and Destroy sẽ cho người chơi trải nghiệm các trận đấu đề cao tính chiến thuật, phản xạ, khả năng bắn và phối hợp đồng đội. Trong khi đó, chế độ Surprise Contest sẽ thử thách khả năng thích ứng cũng như tư duy sáng tạo của bạn khi nhân vật và vũ khí sẽ liên tục thay đổi. Các bản đồ đầy độc đáo. Các bản đồ trong Project M được thiết kế vô cùng cẩn thận để hỗ trợ đa dạng chiến thuật cho người chơi. Dù bạn thích bắn tỉa hay sáp lá cà, bạn sẽ luôn tìm được chiến thuật phù hợp được hỗ trợ bởi địa hình của bản đồ. Ngoài ra, các bản đồ còn được tái hiện dựa trên các địa danh trên toàn thế giới như các khu vườn Nhật Bản hay đường phố Brazil, đem đến cho người chơi trải nghiệm tươi mới. Đồ họa đỉnh cao. Project M đã trải qua nhiều năm phát triển để có thể đem đến cho người chơi trải nghiệm hình ảnh sống động, hoàn hảo nhất. Trò chơi không chỉ có chất lượng đồ họa ngang tầm console, mà từ giao diện đến cách điều khiển đều được tối ưu cho các hệ máy di động. Nhìn chung, dự án Project M sở hữu rất nhiều ưu điểm có thể khiến tựa game này trở thành quả bom đích thực trong tương lai. Hãy cùng trông chờ màn ra mắt của siêu phẩm bắn súng chiến thuật này nhé!
chỉ độc quyền ở AFK Mobi. Community game tuyệt vời hoang mỹ, nơi mọi người vui cười không sầu bi. Quá tới thế cao, cho nhiều quá đi. Vậy còn chờ chi? Chỉ ngay đi.